Mưa cực lớn khiến Thâm Quyến, Quảng Đông, Quảng Châu rơi vào tình trạng khẩn cấp từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 9. Thâm Quyến thông báo xả lũ, sơ tán người dân ở các khu nhà tầng 1. Mưa lớn kỷ lục tấn công Hồng Kông. Động đất 6,2 độ Richter rung chuyển bờ biển miền Trung Chile. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng, cập nhật tình hình thiên tai nhân họa trên toàn thế giới của DBC. Mưa cực lớn khiến Thâm Quyến, Quảng Đông, Quảng Châu rơi vào tình trạng khẩn cấp. Thưa quý vị, bão Hải Quỳ di chuyển từ Phúc Kiến đến Quảng Đông, Thâm Quyến, Yết Dương, Sán Vệ và các nơi khác. Mưa bão lớn xảy ra ở nhiều nơi và trung tâm thành phố Long Cương, Thâm Quyến bị ngập lụt nghiêm trọng. Từ ngày đến đêm 7, do ảnh hưởng chung của cơn bão Hải Quỳ và gió mùa, nhiều nơi ở Quảng Đông đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ ở mức cao nhất. Vào ngày 7 tháng 9, tỉnh Quảng Đông mưa xối xả liên tục ở nhiều nơi, khiến lũ lụt khắp nơi, người dân hoảng loạn. Sau khi mưa lớn kéo dài nhiều giờ, Thâm Quyến và Quảng Châu đồng loạt nâng mức cảnh báo mưa bão lên mức màu đỏ cao nhất, cực kỳ nghiêm trọng vào tối cùng ngày. Vào sáng sớm ngày 8, hồ chứa Thâm Quyến trong tình trạng khẩn cấp và các cửa xả lũ được mở, gây ra tình trạng nghiêm trọng ở khu đô thị. Chính quyền đã đưa ra thông báo khẩn cấp rằng hồ chứa Thâm Quyến đang trong tình trạng khẩn cấp và việc xả lũ bắt đầu từ lúc 0 giờ 15 phút sáng. Toàn thành phố Thâm Quyến bước vào tình trạng phòng thủ khẩn cấp và đưa ra cảnh báo gió giật trên cấp 8 trở lên, yêu cầu người dân không ra ngoài. Quận Long Cương cũng cảnh báo người dân sống ở tầng 1 và khu vực trũng nên trú ẩn ở những nơi cao hơn. Cùng lúc đó, tại La Hồ, Diêm Điền, Phúc Điền, Long Hóa, Long Cương và các quận khác, đường xá bị ngập nặng và nước lũ tràn vào các gara. Dòng nước thậm chí còn tràn vào nhà ga, buộc một số nhà ga phải tạm dừng hoạt động. Dự báo từ sáng sớm ngày 8, lượng mưa từ 100 đến 150mm, có nơi lên tới 200mm. Lượng mưa tích lũy trong 24 giờ sẽ vượt quá nửa mét. Quảng Châu, một trong những thành phố hạng nhất cũng đã thất thủ, khu vực đô thị rộng lớn bị ngập lụt. Một người dân Quảng Châu đã đăng trên Weibo lúc 4 giờ sáng ngày 8 rằng tầng 1 đã bị ngập nhưng lần này không có thông báo trước. Không chỉ Thâm Quyến, Quảng Châu mà nhiều thành phố ở Quảng Đông cũng hứng chịu mưa lớn. Ở Mai Châu, lũ đã chọc thủng tường và tràn vào sân, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Hồng Kông gần Quảng Đông cũng không tránh khỏi cơn mưa xối xả, lũ lụt dữ dội tràn vào ga tàu điện ngầm, cầu thang biến thành thác nước. Ngoài ra còn có người đi bộ bên đường bị dòng nước cuốn trôi và đang trong tình trạng nguy kịch. Cục khí tượng đại lục nhận định hiệu ứng đoàn tàu hình thành do hoàn lưu còn sót lại của bão Hải Quỳ kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa là nguyên nhân gây ra mưa xối xả liên tục ở nhiều nơi ở Quảng Đông. Xả lũ khẩn cấp từ hồ chứa Thâm Quyến. Trụ sở kiểm soát lũ lụt, hạn hán và gió ở Thâm Quyến đã đưa ra thông báo xả lũ vào sáng ngày 8, cho biết mực nước của hồ chứa Thâm Quyến đã gần đến mức giới hạn lũ và việc xả lũ sẽ bắt đầu từ lúc 0 giờ 15 phút sáng. Ngày 8 tháng 9, với lưu lượng xả từ 70 đến 80 mét khối trên giây, các nhân viên liên quan ở quận Phúc Điền, quận La Hồ và quận Long Cường được yêu cầu tránh xa khu vực sông ngòi. Một số cư dân mạng trên Weibo đã quay lại cảnh lũ lụt và nói rằng cộng đồng của họ đã bị cắt điện và nước. Thành phố Quảng Châu rơi vào tình trạng cảnh giác mưa lớn. Theo sau Thâm Quyến, toàn bộ thành phố Quảng Châu đã bước vào tình trạng cảnh giác mưa lớn. Đài quan sát khí tượng Quảng Châu đã nâng tín hiệu cảnh báo màu cam lên màu đỏ vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 7 tháng 9.
lớn kỷ lục tấn công Hồng Kông. Thưa quý vị, vào tối ngày 7, Hồng Kông cũng hứng chịu trận mưa bão kỷ lục. Theo dự báo thời tiết do Đài quan sát Hồng Kông công bố, 1 giờ 15 phút sáng ngày 8, trụ sở của Đài quan sát đã ghi nhận được lượng mưa trong 1 giờ là 158,1mm từ 11 giờ đến 12 giờ đêm ngày 7, mức cao nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1884. Theo dữ liệu về lượng mưa từ Đài Thiên văn Hồng Kông, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ qua đã vượt quá 400mm ở khu vực từ Đại Phố, quận Bắc đến Đèo La Hồ. Động đất 6,2 độ Richter rung chuyển bờ biển miền Trung Chile. Quý vị thân mến, vào thứ Tư ngày 6 tháng 9, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ở độ sâu 41 km gần bờ biển miền Trung Chile, khiến hơn 45.000 người bị mất điện sau trận động đất. Theo Trung tâm Động đất Quốc gia của Đại học Chile, không có thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng. Đoạn video cho thấy biểu hiện của nhiều loài chim trước trận động đất ở Chile. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.